Những gốc me khủng này có tuổi thọ khoảng trên 200 năm tuổi tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, do anh Hoàng Tuấn sở hữu. Đây là trong số bộ sưu tập 23 cây me kiển cổ có thế dáng độc đáo của anh Hoàng Tuấn. Điển hình cây me khủng này có tuổi đời trên 200 năm, chiều cao 4,5m, đường kính tán rộng 5m, hoành gốc đến 5m. Do được trồng lâu năm nên gốc cây và cả rễ cây nổi lên những u nần trông thật đẹp mắt. Hiện những gốc me này được trồng và trưng bày tại Tâm Mai Hội Quán trên đường vành đai DT848, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.